chiều ngày 27 tháng 9 năm 2024 tại huyện Tân Lạc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Lạc tổ chức hội thi tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực học đường. Tham gia hội thi có 5 đội đến từ các trường Trung học cơ sở Kim Đồng, Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Cường, Gia Mô, Bình Giáo và Ngọc Mỹ. Các đội thi trải qua 3 phần thi gồm phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi tự chọn. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội đã hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình và được ban giám khảo đánh giá cao. Đặc biệt, phần thi tự chọn với những tiểu phẩm được dàn dựng và diễn xuất sáng tạo đã thể hiện một cách sinh động, hấp dẫn nội dung phê phán tệ nạn xã hội, vấn nạn bạo lực học đường. Thông qua hội thi nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội nói chung và bạo lực học đường nói riêng, đồng thời góp phần đa dạng hóa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh nhằm đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho trường Trung học cơ sở Kim Đồng, 2 giải nhì cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Cường, Bình Giáo, 2 trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Mỹ, Gia Mô đạt giải 3.